Những ngày qua, Phật giáo địa bàn cả nước tiếp tục có những chuyến đi thiện nguyện, mang hơi ấm đến với những mảnh đời khó khăn. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2020, Chư Tăng Chùa Hằng Phúc, tỉnh Quảng Bình cùng nhóm quý Phật tử từ thành phố Vũng Tàu đã trao tặng 2.317 áo ấm cho tất cả học sinh các điểm trường mầm non cấp 1, cấp 2 và cấp 3 tại xã Miền Núi, huyện Lệ Thủy. Đây là những phần quà thể hiện sự đồng hành và khích lệ các em nhỏ nỗ lực học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Tổng kinh phí của toàn bộ chương trình lên đến 130 triệu đồng. Trong khi đó, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Chư Sê, Gia Lai phối hợp với chùa Mỹ Thạch, thị trấn Chư Sê và đoàn từ thiện Vạn Phước, Bà Rịa, Vũng Tàu cũng vừa trao 1.400 phần quà với tổng trị giá 840 triệu đồng tặng các hộ khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số tại xã La Grai và La Co, huyện Chư Sê. Ngoài ra, đoàn còn trao xe lăn tặng người khuyết tật nhằm hưởng ứng phong trào Tết Tân Sửu vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam, dioxin.